Chào thầy cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Quang Bắc. Năm nay con 6 tuổi. Con đến từ Superbrain Việt Nam. Phần thi tài năng của con là nói tiếng Trung Quốc và bài Thương Lắm Thầy Cô Ơi cho chính tay con làm. 大家好，我叫阮光白，今年6岁，我是 Superbrain Việt Nam， 是会数学中心。 每天我都在中心跟老师们和朋友们边玩边学，觉得很开心。我来参加这场全国大赛，希望可以学习更多有趣的知识，让我更自信和进步。我爱 Superbrain Việt Nam， 我爱 Superbrain Việt Nam。 大家支持我，给我点赞、比心和把这个视频分享出去哦！谢谢大家的聆听，我爱你们。